Cá voi được ngư dân vùng biển Diễn Châu rất tôn sùng và thường gọi là thần ngư, đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của bà con nhân dân. Vì vậy, ngay khi phát hiện con cá voi khủng nặng khoảng trên 10 tấn còn sống bị mắc cạn tại bờ biển xã Diễn Thịnh, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương. Ngay lập tức, Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, xã Diễn Thịnh đã huy động lực lượng hơn 100 người, ban chỉ quân sự huyện, đồn biên phòng Diễn Thành, trung đội dân quân xã Diễn Thịnh và hàng ngàn người dân, đồng thời đưa 3 máy múc mở luồng thông ra biển, đào một chiếc hố lớn để cá có đủ nước và không khí để thở. Đến 7 giờ có thêm lực lượng kiểm ngư của Chi cục Thủy sản Nghệ An cùng tham gia cứu hộ. Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân cho biết, do vùng biển Diễn Châu cồn, do đó con cá voi này đã vào sâu gần bờ để kiếm ăn nên khi thủy triều rút nhanh đã không kịp quay ra biển. Sau khi mở được đường thông ra biển với chiều dài gần 200 mét, gặp lúc thủy triều lên nên hàng nghìn người dân cùng với các lực lượng chức năng và 3 chiếc tàu đã kéo được cá voi ra vùng biển có độ sâu an toàn cho cá. Và toàn bộ lực lượng nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân khắp mọi miền đã về đấy cùng với chính quyền địa phương xà nhà đã đưa con cá ra ở mép biển và được lực lượng cứu hộ của bộ tức là sở thủy sản Nghệ An đã cùng với lực lượng xà nhà đã cứu con cá hiện nay đã đưa ra biển an toàn. Khi con cá voi được đưa ra vùng nước sâu an toàn hơn, hàng ngàn người dân đã vỗ tay vui mừng, hy vọng con cá voi sống sót sau hơn 8 giờ mắc cạn. Nhưng mà nghe nó tiền cái sáng ra là nghe cái là tôi chạy ra đây liền. Là ở từ khi mai dưới đây. Thế bác cứ không đưa cá ra ngoài kia không? Kéo đi, kéo ở đây, ở trong là cái cá ra an toàn. Bằng sự tôn sùng và niềm tin của nhân dân, cùng với sự vào cuộc nhanh chóng, quyết tâm của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã cứu sống được một con cá voi, một loài vật biển quý hiếm. Dạt vào bờ biển huyện Diễn Châu lúc 5 giờ sáng và với sự nỗ lực cố gắng của hàng ngàn người dân cũng như các cấp chính quyền của huyện Diễn Châu, thì đúng 12 giờ trưa nay chú cá voi đã được giải thoát và đưa ra ngoài khơi của vùng biển Diễn Châu trong niềm vui mừng của khó có thể nói hết thành lời của bà con nhân dân nơi đây. Cá voi hay còn gọi là cá ông được người dân đi biển xem là vua của biển. Theo quan niệm của ngư dân, nếu gặp được cá ông sẽ may mắn, thuận buồm xuôi gió. Tại bờ biển Diễn Thịnh trong năm 2013 và 2014 đã có 2 con cá voi dạt vào bờ biển Diễn Thịnh và được bà con an táng xây mộ phần uy nghiêm sát bờ biển và được người dân hương khói trước khi ra khơi.